Ngày 14 tháng 6, Báo Dân Tộc và Phát triển phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức tặng quà cho đồng bào Bru Vân Kiều tại ba xã Kim Thủy, Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình, 16 tháng 6 năm 1957, 16 tháng 6 năm 2022. Tham gia đoàn trao quà có Phó Tổng Biên tập Báo Dân Tộc và Phát triển Nguyễn Văn Phong, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình, trụ trì Chùa Ba Vàng, cùng các tăng ni Phật tử tham gia đoàn. Về phía chính quyền địa phương, có bà Nguyễn Thị Kim Lan, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hán, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy, đại diện các ban, ngành, trường học trên địa bàn ba xã được đoàn trao quà. Trong năm 2022 này, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Quảng Bình, cũng như là ngày đồng bào Ba Cô Vân Kiều được lấy họ Bác Hồ, thì Báo Dân Tộc và Phát triển cũng đã phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà cho đồng bào Ba Cô Vân Kiều. Đây là một việc làm hết sức ý nghĩa để góp nhằm động viên, khích lệ đồng bào từng bước vượt qua những khó khăn, đấy, vươn lên, phát triển kinh tế xã hội để ổn định cuộc sống. Tại ba xã trên, đoàn đã trao 21 máy tính để bàn, 16 chiếc TV, 4 tủ thuốc, 4 máy phát điện, 17 loa phóng thanh và nhiều vật dụng khác. Ngoài ra, đoàn cũng trao 58 suất quà cho người có uy tín, già làng ở các địa phương trên. Tổng giá trị hiện vật các phần quà là trên 500 triệu đồng. Thì nhiều năm qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã có những hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là đối với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Thì năm nay, hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm tỉnh Quảng Bình, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình có chương trình hoạt động từ thiện tặng quà cho bà con của các dân tộc Vân Kiều, và với cái tinh thần là để đoàn kết các dân tộc ở trong tỉnh, và với cái tấm lòng từ bi của Phật giáo thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, trong cái ý nghĩa này thì Ban trị sự cũng rất là mong muốn được gửi tới cái tình yêu thương đối với bà con dân tộc thiểu số. Thay mặt cho đồng bào Bru Vân Kiều của ba xã được nhận quà, ông Hoàng Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy đã cảm ơn Báo Dân Tộc và Phát triển, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình cùng các tăng ni Phật tử đã mang đến những phần quà rất thiết thực cho đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Đây là niềm động viên, khích lệ lớn của các cấp, các ngành dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.